Xin chào mọi người nhé, hôm nay tiếp tục lại gửi một cái máy tời tời 4 nhông và 32 cân cáp 10. Cho anh Chu Văn Vũ này ở Đèo Dai, Lục Ngạn, Bắc Giang này, số điện thoại này. Giá là tời là 7,8 triệu nhé, tời 4 nhông là 7,8 triệu, còn cáp là 60.000 một cân, tổng tiền là 9,7 triệu. Đấy, giờ mình sẽ cuốn cáp, test nổ cuốn cáp rồi gửi đi cho anh em nhé. Cáp mình cuốn luôn, móc mình sẽ cho, móc và níu mình sẽ cho luôn. Đây là 32 cân cáp mình đã cân rồi nhé. Đấy, máy này về thì đây, tời là tời 4 nhông này, có ngắt nhá. Cái ngắt này để mọi người khi ra kéo cáp nó nhẹ này. Đấy, có phanh này, phanh này. Đây mọi người lưu ý này là về chạy giả chơi giúp mình vài tiếng thay bỏ cái dầu nhớt đi nhé. Và cái thứ hai là khi làm thì làm mát máy giúp mình cái, lấy cái rẻ mình phủ lên trên cái lốc máy này, thân máy, lốc máy này, xong mình lấy lọ cái dây chuyền chuyền ở bệnh viện ấy, mình xả cái nước xuống, xả từ từ xuống để làm mát cho cái động cơ mình. Đó, đấy là hai cái lưu ý khi về sử dụng. Về thì mọi người bật công tắc lên này, đạp nổ này, hiện tượng không nổ thì gạt cái le lên, đây là cái le này, kéo cái le lên, kéo le giữ lại, đạp nổ lên cái là mọi người nhả lại le nhé.